Lời đầu tiên, Thúy Hảo xin kính gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh lời chào thân thương nhất. Đây là lần thứ 14 trường nhạc Bách tổ chức chương trình La Musica cho các bạn học viên. Và đây cũng là lần đầu tiên concert La Musica diễn ra ở sân khấu VOH, đài phát thanh thành phố. Khuyên Minh là đây là nhạc cụ thứ hai violon sẽ trình diễn tác phẩm Santa Lucia với phần đệm của giảng viên Đoàn Lê Thanh Tú. Thank you.